Vụ án Thái Thiên Phượng, khuôn mặt người mẫu được tái tạo bằng công nghệ in 3D. Tang lễ của người mẫu Thái Thiên Phượng đang được gia đình chuẩn bị. Một nguồn tin cho biết gia đình cô lên kế hoạch thuê công ty công nghệ cao ở nước ngoài sử dụng dịch vụ trang điểm và in ấn 3D để tái tạo khuôn mặt người đã khuất phục vụ cho đám tang. Khuôn mặt của người mẫu Thái Thiên Phượng dự kiến được tái tạo bằng công nghệ in 3D để người thân bày tỏ sự thương tiếc, tổ chức lễ tang lễ được chỉn chu cho cô sau vụ bị sát hại kinh hoàng hồi tháng 2. Lễ viếng dự kiến diễn ra tại nhà tưởng niệm Bô Phúc ở Taiwan, Hồng Kông, Trung Quốc vào ngày 18 tháng 6. Gia đình sẽ đặt toàn bộ nhà tang lễ để lo liệu hậu sự cho người mẫu xấu số. Một ngày sau đó, thi hài của cô được đưa đến tu viện Polin ở đảo Lanta thực hiện hỏa táng. Một nguồn tin cho biết gia đình Thái Thiên Phượng đã lên kế hoạch thuê công ty công nghệ cao ở nước ngoài sử dụng dịch vụ in 3 chiều và trang điểm để tái tạo khuôn mặt cho người đã khuất. Từ đó, người thân, bạn bè có thể nhìn thấy hài cốt một cách trang trọng nhất nếu cần thiết. Vụ án giết người ghê rợn được đưa ra ánh sáng vào ngày 24 tháng 2 khi cảnh sát tìm thấy một số bộ phận cơ thể của người mẫu 28 tuổi tại tầng trệt căn hộ ở làng Long Vĩ, Tai Po. Nhiều cuộc tìm kiếm quy mô lớn được cảnh sát thực hiện nhưng không thu được kết quả. Sau khi hoàn thành các cuộc xét nghiệm ADN, hài cốt nạn nhân được trao lại cho gia đình cuối tháng trước. Theo báo chí, một số nhà tang lễ ở Trung Quốc đã sử dụng công nghệ in 3D để khôi phục khuôn mặt của người quá cố bị biến dạng. Họ quét ảnh của người quá cố do người nhà cung cấp để xây dựng mô hình in 3D, thường hoàn thành trong vòng 2 giờ. Mặt nạ 3D sau đó được làm trong vòng 1 ngày bằng nhựa, thạch cao, silicon và sợi trước khi đưa đến giai đoạn trang điểm và đội tóc giả. Tuy nhiên, chưa rõ gia đình Thái Thiên Phượng có chọn phương án này không. Những người trong ngành cho hay việc sử dụng công nghệ in 3D để tái tạo khuôn mặt cho các đám tang là rất hiếm ở Hồng Kông, Trung Quốc vì lo ngại về chi phí và thời gian. Ông Cô Húc Hâu Bong, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Tang lễ ở Hồng Kông, Trung Quốc, chia sẻ về việc sử dụng công nghệ in 3D để khôi phục khuôn mặt bị biến dạng là chưa từng có. Mặc dù gia đình mà đã chọn sử dụng mặt nạ silicon được thiết kế riêng, công nghệ hiện tại cho phép sử dụng khuôn mặt bằng silicon nhưng nhiều đó rất hiếm vì mất quá nhiều thời gian. Theo ông Cứu Úc, sẽ mất vài tháng để sản xuất một chiếc mặt nạ silicon cho người quá cố. Các chỉ số đo đạc được gửi ra nước ngoài để tạo khuôn mặt và đúc thành silicon. Mặt nạ sẽ được đặt trên hộp sọ của người quá cố để người nhà tiễn biệt lần cuối. Giám đốc tang lễ tiết lộ có nhiều mức chi phí tùy thuộc vào người nhà thực hiện và mức độ tái tạo các bộ phận trên khuôn mặt. Ông cho biết chi phí tái tạo toàn bộ khuôn mặt có thể lên tới 6 con số tính bằng đô la Hồng Kông. Jay Stair, chủ sở hữu của PP Pin 3D Limited ở KY Trung, nói chúng tôi của ông đã tạo ra các bộ phận cơ thể chủ yếu để sử dụng trong y tế, đồng thời cho biết chi phí sản xuất bằng polymer có thể tới 5.000 đô la Hồng Kông, tức 630 USD, với điều kiện họ có đầy đủ dữ liệu và cấu trúc hộp sọ của người đã mất. Theo giám đốc điều hành của Make Omnia, công ty cung cấp giải pháp in 3D ở Hồng Kông, Trung Quốc, cho biết công nghệ này có thể được sử dụng để sản xuất các bộ phận cơ thể. Nhiều trường hợp in sinh học ở Hồng Kông, Trung Quốc nhằm mục đích y tế trong các trường đại học, bệnh viện, chẳng hạn như sản xuất tế bào ở người hoặc một số bộ phận giả ở các tế bào gốc. Không có nhiều công ty ở đây có thể in sinh học. Quảng Cảng Trí, 28 tuổi, thất nghiệp, chồng cũ nạn nhân. Quảng Cảng Kiệt, 31 tuổi, tài xế riêng, anh chồng. Và Quảng Cầu, 65 tuổi, bố chồng của nạn nhân bị buộc tội giết người. Mẹ chồng cũ của Thái Thiên Phượng là Lý Thụy Hương, 63 tuổi, bị buộc tội cản trở người thi hành công vụ, bị từ chối bảo lãnh. Hai kẻ tình nghi khác là Lâm Thuấn, bạn thân
của Quảng Cảng Chí và Phan Xào Hiền, bạn gái Quảng Cảng Chí, đang ở diện giúp người cho nghi phạm giết người rồi bỏ trốn. 6 nghi phạm đã xuất hiện tại Tòa án Nhân thành phố Cửu Long hôm thứ Hai. Cơ quan công tố xác nhận tất cả nghi phạm liên quan đến vụ giết người đã bị bắt giữ. Các cuộc kiểm tra ADN ban đầu kết luận vết máu bên trong xe của Cảng, Quảng, Kiệt, hộp sọ và chân được tìm thấy trong ngôi nhà này xảy ra án mạng đều thuộc về Thái Thiên Phượng. Một chiếc áo khoác chứa ADN của bà Lý Thụy Hương cũng được tìm thấy tại hiện trường. Bên công tố đã xin hoãn phiên tòa lần thứ hai vì cảnh sát cần thêm thời gian để kiểm tra hơn 30 vật phẩm bị tịch thu từ hiện trường, bao gồm cưa điện, dao, búa và đồ dùng nhà bếp. Các bị cáo sẽ cùng xuất hiện trong phiên xét xử thứ ba vào ngày 31 tháng 7.